Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng cùng ngồi xuống. Này chắc nó hết pin hả? Chị Đạo Phật, chị biết trở lại thứ sư. Ở cái khu của sư là có thị trưởng người Việt Nam không ạ? Có thị trưởng người Việt Nam, của Việt Nam. Cô không biết ạ? À? Không, trên đó chắc cái xong rồi đã đi đâu đó. Dạ, thị trưởng chắc người gì chứ không phải Việt Nam. Người Việt Nam hả? Dạ, cô mới ứng cử. Dạ hả? Dạ. Cái gì tên là cô người Việt Nam. Dạ. À. Cô biết là, coi như ra ứng cử á. Bầu cử cô mới. Cô được số phiếu cao nhất, cao. Ồ, vậy hả? Dạ, chưa tuyên bố là cô nhưng mà sẽ là cô là người Việt Nam, người tên sang bên đây, tên con không nhớ. Không biết nữa, chúng tôi chưa có đi bỏ phiếu cho nên thành con không biết nữa. Dạ. Sau tháng 12 là bắt đầu là cô ra nhậm chức ở thị trưởng. Dạ, nó được vậy là tốt quá rồi. Dạ. Cộng đồng Việt Nam mình cũng đó. Đầu tiên là làm thị trưởng sang bên đây rồi. Dạ. Dạ. Có đi du lịch thành công. Dạ. Ờ, để về coi tin tức nữa. Dạ. Chưa bây giờ chưa thông báo kết quả cuối tuần này. Có nói với thầy vậy? Dạ, bố Phật thầy. Nó như là cái này nó hết pin đó thầy Hiền Thủ. Dạ. Cái này chắc nó hết pin đó hả? Sáng đèn rồi. Mở rồi, nó mới vừa nói cái rồi nó. Nhắm giữ im nó mở đèn xanh. Rồi khá là. Đúng rồi. Cũng không có thầy. Rồi. Cũng mì có. Nói là mi sư đừng. Hello. Này, có nghe tiếng không? Mi sư giữ im. Tắt đèn đỏ. Rồi giữ im mở đèn xanh. Rồi khá là. Rồi không bấm bất cứ một cái nữa. Rồi, nó không có vô mà, thầy thử đi. Rồi, nghe chưa nói. Mấy bữa con này nhưng mà nó được mà. Để thầy sửa nó. Dạ. Rồi, nghe chưa nói. Nó chưa có màu gì hả thầy? Này, nghe chưa giữ im đúng không? Mở đèn xanh lên là nói được. Dạ. Hello, anh nhớ nó rồi. Dạ. Rồi, đi xin nói. Cảm ơn thầy. Dạ. Lời nói đầu tiên là cảm ơn thầy. Hãy như đạo Phật, chào hiện diện quý học viên trong lớp cao đẳng Phật học chùa Bồ Đề Phật Quốc cũng như là quý học viên đang online, đang theo dõi. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đến phẩm thứ 6. Phẩm thứ 5 vừa rồi chúng ta học là phẩm Dược Thảo Dụ là hết rồi. Hôm nay chúng ta học phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký. Trang 204. Quý học viên lật sách trang 204. Hôm nay đại chúng đi học khỏe hết không? Dạ, cảm ơn đại chúng, chúng tôi cũng khỏe.
Có bắn mấy cô trên này hả? Dạ, chắc trời nặng. Dạ. Nên chúng ta học phẩm Thọ Ký thứ 6. Trước hết chúng ta đi vào cái nội dung của trong cái phẩm này thì chúng ta hiểu cái từ thọ ký. Thọ ký là gì? Thọ nghĩa là gì? Thọ là nhận. Dạ. Từ trước đến giờ chúng ta nghe cái từ thọ nghĩa là nhận, tức là một chiều thôi, tức là mình đưa tay mình nhận vô thôi, một chiều là nhận. Nhưng mà chữ thọ đây nghĩa là trao chứ không phải là nhận, là cho, là trao. Cái chữ thọ nó có hai chữ, nó đồng âm mà nó dị thể, nó cũng dị nghĩa, tức là đồng âm mà khác nghĩa. Chữ thọ mà bình thường thì đó là nhận, còn chữ thọ mà bình thường không biết đây mình ok biết mình biết không, phải bật lên trước hả? Chắc lâu ngày không sử dụng thư. Chữ thọ nó có cái bộ thủ một bên, chắc là cái chữ thọ cái bộ thủ, nếu mà ai đã từng học tiếng Hoa tiếng Hán đó là biết nó có cái bộ thủ, thủ sóc một bên, thủ là tay, thì có một bên là chữ thọ, một bên là cái bộ thủ, nghĩa là trao, là cho. Còn mà nếu như không có bộ thủ nghĩa là nhận, là nó có cùng cái âm, đồng âm nhưng mà nó dị nghĩa, khác nghĩa. Nhưng mà cái hình thức, cái chữ nó cũng khác một chút. Nên là chữ thọ đây là trao, là cho. Người xưa thường hay nói là cái câu là nam nữ thọ thọ bất tương thân đó. Nam nữ thọ thọ là chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận. Là ngày xưa quan niệm của phong kiến là nam nữ mà gần nhau thì trao nhận một cái vật gì là không có được gần nhau. Nam nữ mà cho và nhận là không được gần nhau. Tại cái thời phong kiến nó phân biệt nó rất kỹ như vậy. Cho nên là chúng ta thấy là những cái việc nó nhỏ nhặt nhưng mà cũng từ cái ý nghĩa này, giống như là đưa cái vật gì mà nhỏ nhất là cũng thì không có được đưa tận tay mà phải để trên bàn, là để vào cái nơi nào đó thì cái người kia mới nhận. Cho nên chúng ta thấy mà bây giờ mà như là ngồi ăn và cái người đưa cái tâm cũng vậy, là cứ để vô bàn á thì cái người sau mới lấy chứ không có đưa tận tay. Hỏi vì sao? Hồi trước chúng tôi cũng không biết, cũng thắc mắc vì sao mà đưa cái tâm mà phải bỏ vô bàn người khác mới nhặt lên. Nói rằng là nếu như mà đưa cái tâm mà cầm trực tiếp như vậy là sao? Gây lộn hả? Muốn chạm vào nhau, tay muốn chạm nhau là không được. Dạ, bây giờ thì mình nghe cái câu này thì mình nói là do chạm vào nhau không được. Nhưng mà trước đó là cái ý nghĩa gì mà mình không có được mà đưa cầm cái tâm trực tiếp? Cái đó là sau này thôi, còn cái những ngày xưa thì cô Trí Hòa nói cũng gần đúng như ý nghĩa như vậy. Thì ngày xưa một cái thời phong kiến á, là nhất là cha mẹ ăn ngồi ăn là con cái phải hầu hạ, thường hầu là nàng dâu hay hầu cha mẹ chồng. Mà đưa cái tâm mà nó gần về mà nhất đưa mẹ chồng, không nói cho đưa cho chồng mà cái tâm nó sát về á, thì nhiều khi nó đụng tay hoặc là cái người ta nhìn vô là người ta thấy, người ta hiểu nhầm. Cho nên là cái tâm là phải để dưới bàn rồi người cha chồng đó mới lượm lên, mới sử dụng, mới dùng. Thì cái ý nghĩa là nam nữ thọ thọ bất tương thân là vậy. Rồi cái tâm đó cũng là để đó mà mình không hiểu cái nghĩa gì. Tới bây giờ mình mới hiểu được cái nghĩa là do cái nguyên nhân là như vậy. Thì chữ thọ trước là truyền, là trao, còn chữ thọ sau là nhận. Nam nữ thọ thọ tức là cái người trao và người nhận là không được gần nhau. Thì cái chữ thọ ký này cũng vậy, chữ thọ này không phải là mình nhận mà tức là cái vị thầy trao. Vị thầy thì ở đây là Đức Phật là trao. Còn cái chữ ký, ký nghĩa là xác nhận, là ấn ký, là ghi nhận.
Thì giống như là mình viết một cái biên bản cái gì, hay là mình xác nhận cái tên của mình, là mình ký cái chữ đó vô, tức là cái dấu hiệu, cái ấn ký, cái xác nhận, cái ghi nhận là chữ ký. Thọ ký nghĩa là Đức Phật dùng cái lời nói mà để ấn ký, để ấn chứng cho người đệ tử của mình là sau này được thành Phật hay là cái quả vị thánh quả nào đó, gọi là cái thọ ký. Và cái thọ ký này không phải là cái quả vị thánh quả đó là Đức Phật cho, mà căn cứ vào cái khả năng tu tập của người đệ tử mà Đức Phật ấn ký, là dự tính, là nói lên cho biết trước là cái tương lai khi nào thành Phật, khi nào đạt cái quả vị thánh quả nào đó, thì Đức Phật căn cứ vào cái khả năng của người đệ tử tu tập mà Đức Phật ấn ký. Đức Phật như là cho biết trước, chứ không phải là Đức Phật ban cái quả vị đó cho cái người đệ tử. Cũng giống như là học sinh mà đi vào cái trường học như vậy, thì khi học sinh mà vào cái trường học thì căn cứ vào cái khả năng của người học trò đó mà vị thầy xác nhận, như là khi đã thi vào đại học, đỗ đại học rồi, thì căn cứ vào cái học lực của cái người học trò đó mà biết là cái chương trình học đó là 4 năm là ra trường hay là 5 năm ra trường, nó tùy theo cái đại học. Ví dụ đại học về kinh tế hay là chính trị gì đó thì 4 năm ra trường. Nhưng mà nếu như bên học bên dược là 5 năm, mà học bên bác sĩ thì 6 năm, thì căn cứ vào cái khả năng của cái người học trò cũng như là cái môn học đó mà cái người thầy hay là nhà trường là xác nhận là ấn chứng là trong mấy năm đó sẽ ra trường làm bác sĩ hay là kỹ sư hay là kiến trúc sư vân vân. Thì cái này là một cái điều đó rất là khoa học, nó rất là thực tế, chứ không phải là như là bói toán hay là đoán quẻ gì hết, hay là vị thầy mà ban phước hay là ban cái quả vị gì hết, mà căn cứ vào cái khả năng của người đệ tử. Thì giống như học sinh học cũng vậy, mà cái thọ ký này không phải là mà cái người bình thường mà Đức Phật thọ ký. Tuy nhiên nó cũng có ba cái loại thọ ký. Thọ ký thứ nhất là thọ ký cho các hàng Bồ Tát, như là trong cái phẩm thứ hai Phương Tiện đó, thì ngài Xá Lợi Phất thì thưa Đức Phật rằng là từ trước đến giờ thì cứ nghĩ rằng là Đức Phật thọ ký cho các hàng Đại Bồ Tát thôi, còn hàng Thanh Văn thì không có cái pháp phần trong đó, cho nên cứ an phận. Thì Đức Phật trước giờ là thường hay thọ ký là cho hàng Bồ Tát. Và thọ ký thứ hai nữa là tức là cái hàng Thanh Văn. Hàng Thanh Văn như là ngài Xá Lợi Phất. Rồi tiếp đến là bây giờ trong cái phẩm này thì tiếp đến là thọ ký cho 4 vị đại đệ tử, là ngài Ca Diếp, ngài Đại Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tô Bồ Đề và ngài Ca Chiên Viên, tức là thứ tự thọ ký cho cái hàng Thanh Văn. Hàng Thanh Văn này thì khi mà thấy được cái pháp nhất thừa thì Đức Phật thọ ký. Đây là chỉ có thấy thôi nha, tức là chưa có nhập được. Trong cái phẩm tựa đầu tiên thì Đức Phật đã nói là ngài ra đời thì vì một cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Xin lỗi, trong cái phẩm Phương Tiện. Thì bây giờ thì cái hàng Thanh Văn ở đây thì mới có khai, thì Đức Phật đã khai mở cho rồi. Thị là chỉ, Đức Phật đã chỉ cho thấy rồi. Bây giờ đây là hàng Thanh Văn chỉ mới có ngộ thôi, chỉ cũng mới thấy được thôi, thấy được cái pháp nhất thừa, thấy được cái Phật tính của mình, chỉ có thấy thôi, còn chưa có nhập được. Mới có giai đoạn thứ ba, còn chưa có nhập được. Cho nên là đến đây là Đức Phật chỉ có thọ ký, tức là chỉ có xác nhận. Và bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp đó thì tu hành, cúng dường chư Phật, giáo hóa độ sanh, rồi sau bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ức kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp đó thì mới thành Phật, tức là thực hành cái giáo pháp của Đức Phật qua một thời gian rồi mới nhập vào cái Phật tri kiến, thì lúc đó mới là thành Phật. Thì trong cái phẩm này cũng như là trong những cái phẩm sau này, mà cái phẩm Ngũ Bá đệ tử thọ ký
rồi bậc học vô học được thọ ký, thì tất cả những cái thọ ký này là thọ ký cho hàng thanh văn, là cái thọ ký cái loại thứ hai, cách thứ hai. Và cách thứ ba thọ ký nữa đó là thọ ký căn cứ vào cái bản thể mà thọ ký. Đó là Đức Phật thường nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều sẽ thành Phật. Tức là thọ ký một cách nhìn vào cái bản thể mà thọ ký. Hình như trong cái phẩm mà phương tiện chúng ta học cũng vậy. Khi mà đồng tử mà dùng cái bút sơn hay là cái móng tay mà vẽ cái hình tượng Phật là cũng đã thành Phật. Tức là đó là thọ ký. Hay là đồng tử mà nhóm cát mà tạo thành cái tháp Phật để chơi thôi cũng đã thành Phật. Thì cái này thì tức là cái bản thể đã thành Phật rồi. Thì khi cái bản thể như thế nào nó phát ra cái hiện hành như thế đó. Ví dụ như đồng tử thì thiếu gì việc mà chúng con nít nó chơi. Ví dụ nó vẽ con bò hay là con dê, con gà gì cũng được, nhưng mà nó vẽ hình Đức Phật, tức là nó đã có cái tâm cung kính Phật, có cái thiền tâm, có cái Phật tâm, nó mới vẽ cái hình tượng Phật, tức là nó đã thành Phật. Cho nên là một cái từ đó là mình thấy được là một cái ý nghĩa nó rất là khác biệt, rất là sâu xa. Hay là đồng tử cũng vẽ cái trên cỏ cũng vậy, vẽ trên cỏ hình tượng Phật hay là làm cái tháp Phật, tức là đã có cái thiện tâm Phật bên trong rồi mới dưỡng, mới chơi bên ngoài như vậy, cho nên đều đã thành Phật. Thì cách thọ ký mà thọ ký này hay là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, đó là cái thọ ký căn cứ vào cái bản thể Phật tánh. Thì có ba hạng thọ ký, thì cái phẩm này là thọ ký theo cái hạng thứ hai, tức là thọ ký do hàng thanh văn. Và thọ ký không phải là ai cũng được thọ ký, mà phải đạt được cái hạng thứ hai này thì phải đạt được cái Bồ Tát Bất Thối Chuyển thì mới được Đức Phật thọ ký riêng biệt, có cái danh hiệu, có cái quốc độ, cái tên nước thì cụ thể riêng biệt, thì cái hàng đó phải là lên cái hàng Bồ Tát Bất Thối. Cũng giống như là học sinh mà phải đậu qua đại học rồi thì mới xác nhận là được bao nhiêu năm ra trường. Còn như chúng ta mà tu tập cứ một bước tiến mà hai bước lùi lên, có xác định được không? Có biết khi nào mà thành Phật được không? Dạ, đúng rồi. Về cái thọ ký bản thể thì tất cả ai chúng ta cũng được Đức Phật thọ ký. Còn cái thọ ký mà trên cái pháp tu tập thì chúng ta phải khi nào đạt được cái hàng Bất Thối, tức là phải Bất Thối Bồ Tát, tức là cái tâm không có lui nữa mà chỉ có đi đến thôi, thì Đức Phật mới căn cứ, mới thọ ký được. Chứ còn không thì cứ nó bấp bênh, cứ nó dao động mà lên rồi xuống, lên rồi xuống, thì không có thể nào mà thọ ký cho những cái đệ tử mà tu tập mà chưa đạt được cái Bất Thối Chuyện như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa thọ ký. Và chúng ta biết là cái thọ ký là một trong 12 thể loại kinh điển mà Đức Phật giảng thuyết. Thường thì chúng ta gọi là 12 bộ kinh, nhưng mà thật đúng ra là 12 cái thể loại kinh, chứ không thể gọi là 12 bộ kinh. Đó là gì? Đại chúng còn nhớ không? 12 bộ kinh đó. Trường Hàng nè, Trùng Tụng, Cô Khởi, Bổn Sanh, Bổn Sự, Tàng Hữu, Phương Quảng, Luận Nghĩa, Ký Biệt, Pháp Hoa, Phương Quảng, Luận Nghĩa, Ký Biệt, rồi gì nữa? Trường Hàng, Trùng Tụng, có cái câu mà mình thường đọc dễ nhớ là Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàng Hữu, Phương Quảng, Luận Nghĩa, Cập Ký Biệt. Và có một cái câu nữa là Nhân Duyên Thí Dụ Cập Tự Thuyết. Tức là 12 cái thể loại, 12 cái thể loại kinh tự mà Đức Phật thuyết, chứ không phải là 12 cái bộ kinh. 12 bộ kinh thì ví dụ như là bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Niết Bàn, hay là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã thì mình mới dùng là bộ. Còn ở đây là cái thể loại. Trường hàng là cái băng xuôi, cái băng dài, trường là dài, hàng, trường hàng tức là cái băng dài, băng xuôi.
giống như là trong cái mấy cái phẩm mà chúng ta học này, những cái đoạn văn xuôi này thì cũng gọi là trường hàng, trường hàng rồi trùng tụng. Trùng tụng là những cái đoạn văn, đoạn thơ là đúc kết lại đó, tóm tắt lại cái đoạn trường hàng ở trên. Và là trùng tụng là cái thể thơ, cũng là cái thể văn, thể thơ. Trường hàng, trùng tụng, cô khởi. Cô khởi là cái thể thơ mà độc lập, nó không có phải là trùng tuyên cái đoạn trường hàng ở trước, gọi là cô khởi. Rồi bổn sanh. Bổn sanh là những kinh mà Đức Phật nói về cái tiền kiếp của Ngài, nói về những cái kiếp tu hành trong quá khứ. Bổn sanh là bổn sự. Bổn sự là những cái sinh hoạt của Đức Phật cũng như là các cái vị đệ tử, thánh đệ tử của Ngài trong tiền kiếp, như là sinh ở đâu, rồi bỏ cái thân ở đâu, trong quá trình đó là làm cái hạnh gì, rồi cha mẹ dòng họ là gì, gọi là bổn sự. Vị tạng hữu. Vị tạng hữu là cái những kinh mà Đức Phật nói rất là ít, rất là đặc biệt trong cái hoàn cảnh nào đó thì Đức Phật mới nói, cho ít có khi mà Đức Phật nói, gọi là vị tạng hữu. Vị tức là chưa, tạng hữu là chưa từng có. Vị tạng hữu là tức là chưa từng có, nó ngoại lệ. Rồi nhân duyên thí dụ cập tự thuyết. Nhân duyên là cái kinh mà nhân một cái lý do nào đó Đức Phật nói ra, là có người thư hỏi thì Đức Phật mới nói ra, thì nó có cái lý do, gọi là nhân duyên. Thí dụ thì của một cái thể loại mà Đức Phật thuyết, như là trong cái phẩm những cái phẩm kinh mà vừa rồi chúng ta học, đó là cái hình thức là ví dụ, như là ví dụ nhà lửa, rồi ví dụ ba loại xe, rồi ví dụ về gã cùng tử, hay là ví dụ về dược thảo dụ, thì tất cả cái thể loại đó gọi là thí dụ. Phương quảng tức là những cái kinh mà Đức Phật diễn giảng, nó rộng ra, nó chi tiết, nó rộng ra. Luận nghĩa tức là cũng bàn rộng ra cái nghĩa lý của kinh, chi tiết của kinh. Rồi ký biệt tức là thọ ký. Thọ ký như là trong cái phòng chúng ta học bữa nay là thọ ký, tức là một trong 12 cái thể loại mà Đức Phật đã giảng. Và sau này còn những cái phẩm gặp, chúng ta sẽ tiếp tục gặp những cái phẩm thí dụ tiếp ở sau nữa. Và cái biệt là phẩm là thứ 12, cái thể loại thứ 12. Thì hôm nay chúng ta học cái phẩm thọ ký là chính xác là cái thể loại thọ ký trong 12 cái thể loại mà Đức Phật dạy. Trường hàng, trùng tụng, cô khởi, bổn sanh, bổn sự, tạng hữu, nhân duyên, thí dụ, tự thuyết, phương quảng, luận nghĩa, cập ký biệt. Ký biệt là thọ ký đó. Thí dụ, nhân duyên, thí dụ, cập tự thuyết. Tự thuyết là không có ai hỏi, không có cái nguyên nhân nào, nhưng mà Đức Phật tự thuyết. Như kinh Di Đà là Đức Phật tự thuyết, không có ai hỏi, cũng không có cái nhân duyên nào hết, nhưng mà Đức Phật cảm thấy là đúng cái thời điểm cần nên nói thì Đức Phật nói, không cần có người hỏi. Thấy chưa? Đại chúng ghi đủ 12 cái thể loại kinh nha. Mình đọc cho thường nó dễ nhớ là trường hàng, trùng tụng, tinh, cô khởi. Tinh nghĩa là và đó, trường hàng, trùng tụng, và cô khởi, bổn sanh, bổn sự, vị tạng hữu, nhân duyên, thí dụ, cập tự thuyết, cập là và, phương quảng, luận nghĩa, cập ký biệt. Dạ, là 12 thể loại mà Đức Phật dạy, 12 thể loại văn mà thường gọi là 12 bộ kinh, nhưng mà đúng hơn là 12 cái thể loại kinh, là thể loại văn.
Phương Quảng là kinh mà Đức Phật giảng nghĩa, không phải là kinh mà cái hình thức là Đức Phật giảng cho rộng ra, là Đức Phật diễn dịch ra đó. Dạ đúng rồi, luận nghĩa là cái nghị luận, cái bàn bạc, nghị luận bàn bạc. Hồi đại chúng ghi đầy đủ không? 12 bộ kinh, 12 thể loại kinh không? Thì đó là nói về cái vị trí của cái thập chữ thọ ký, tức là một trong 12 thể loại văn của Đức Phật thuyết trong các kinh. Trong cái phẩm thọ ký này thì cái lời kinh thì nó rất là đơn giản, nói về Đức Phật thọ ký cho bốn vị đại đệ tử. Thứ nhất là ngài Ma Ca Diếp, thứ hai là ngài Tô Bồ Đề, thứ ba là ngài Ca Chiên Viên, thứ tư là ngài Mục Kiền Liên. Thì bốn vị này thì ở trong cái phẩm tín giải là chúng ta nhớ lại là trước cái phẩm Dược Thảo Dụ, thì bốn vị đệ tử này đứng ra khi mà thấy Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất rồi, thì bây giờ nghĩ là hàng Thinh Văn cũng có phần cái bửu tàng tri kiến của Phật. Ở trước giờ chưa có bao giờ nghĩ, nhưng mà khi mà thấy Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất rồi thì bây giờ mọi người mà cái tâm mới bắt đầu mới thay đổi, mới chuyển hóa cái tâm, mới chuyển hóa cái suy nghĩ, thì bốn vị này mới đứng lên để mà ra bằng Đức Phật, khen ngợi Đức Phật và nói lên cái ví dụ về cái gã cùng tử. Thì khi mà nói lên cái gã cùng tử và đã thấy rằng là tất cả chúng con, tức là bốn vị này, là giống như cái người cùng tử đã hốt phân và bây giờ đến cái giai đoạn là hốt sạch hết phân rồi thì được người cha truyền cái gia tài, cái sự nghiệp. Thì đến đây ở sắc kỳ vậy? Nó bị sao nữa đây? Mình nói không được không? Dạ được, dạ được. Dạ. Nhưng mà hồi vậy là gọi thầy nữa rồi. Thế thì đại chúng đi gọi thầy. Trong lớp mình có ai biết sửa không, biết chỉnh không? Giờ trước học nó có bị vậy không? Rồi bây giờ lại xui à? À đúng rồi. À, dạ, và giờ trước học bên kia quên. Rồi nó đi theo thầy nữa rồi. Dạ không, cái này nó rất là nó hết hạn sử dụng. Dạ. Cho nên cái relay của nó tự bật. Hello, cảm ơn thầy. Thầy ở đường gần trong đây.
Trên cái phẩm này, cái nội dung phẩm này thì Đức Phật thọ ký cho bốn vị đại đệ tử. Bốn vị đại đệ tử thì chúng ta biết là nó liên quan đến từ cái phẩm mà gã cùng tử đó, từ cái phẩm mà tín giải gã cùng tử đó. Cho nên là đến cái giai đoạn này thì Đức Phật thấy bốn cái vị này đã đạt được, thấy được cái pháp nhất thừa, cho nên là Đức Phật tùng tự và thọ ký. Đầu tiên là Đức Phật thọ ký cho trong cái đệ tử Ma Hàng Thinh Văn là ai, là chúng còn nhớ không? Đúng rồi, đệ tử Thinh Văn đầu tiên mà Đức Phật thọ ký đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là trong cái phẩm phương tiện là Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Cái vấn đề này cũng rất là dễ hiểu, bởi vì Xá Lợi Phất là vị đệ tử, đệ tử gì? Trí tuệ đệ nhất, phải không? Ngài Xá Lợi Phất là trong cái hàng Thanh Văn là trí tuệ đệ nhất. Cho nên là trong cái khi mình bắt đầu nói kinh Pháp Hoa thì ngài Xá Lợi Phất là cái người thấy được cái pháp nhất thừa đầu tiên. Do đó mà Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất là cái người đầu tiên. Thì tiếp đến là ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp bởi vì khi mà ra thưa trong cái phẩm tín giải đó, khi mà ra thưa Đức Phật thì bốn vị cùng thưa. Nhưng mà khi mà đến cái giai đoạn trùng tuyên mà đúc kết lại thì ngài Xá Lợi Phất đại diện cho bốn vị đệ tử đó là thưa lên Đức Phật nói về cái gã cùng tử. Cho nên là căn cứ vào cái kiến tánh của mỗi đệ tử thứ tự mà Đức Phật thọ ký cùng thứ lớp, cùng thứ tự. Nó giống như là cái trái cây, những trái cây trên một cái cây thì cái trái nào mà nó chín trước thì thu hoạch trước, đúng không? Trái nào mà nó chín từ từ thì dần dần thì cứ chín từ đâu thì Đức Phật sẽ thọ ký đến đó. Thì cái người nào mà kiến tánh được trước thì ngài thì Đức Phật thọ ký trước. Thì khi mà Đức Phật bốn vị này thấy ngài Xá Lợi Phất được thọ ký rồi thì bốn vị này thì cũng nghĩ là hàng Thanh Văn cũng có được cái tri kiến của Phật, cho nên đứng lên mà thưa Đức Phật. Và đến cái giai đoạn này thì Đức Phật thọ ký người trước tiên hết là ngài Maha Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp là được thọ ký với cái hiệu thành Phật sau này là Quang Minh Như Lai. Rồi là khi mà đã thành Phật rồi thì đều có đủ 10 danh hiệu ứng cúng chánh biến tri cho đến là Phật Thế Tôn. Khi một vị chúng sanh mà tu đến Phật quả thì đều đủ cái 10 danh hiệu này. Chúng ta cũng vậy, tu mà thành Phật là chúng ta cũng được 10 cái danh hiệu cũng bình đẳng như vậy. Rồi nước tên là Quang Đức, rồi kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Đó là ngài Ca Diếp. Rồi đến là ngài Mục Kiền Liên. Không phải. Tiếp đến là ngài Tô Bồ Đề. Ngài Tô Bồ Đề thì được Đức Phật thọ ký với cái danh hiệu Đức Phật sau này là Danh Tướng Như Lai. Kiếp tên là Hữu Bửu, rồi nước tên là Bửu Sanh. Và tiếp đến là ai? Tiếp đến là ngài Ca Chiên Viên, phải không? Ngài Ca Chiên Viên thì Đức Phật thọ ký với danh hiệu Phật tương lai là Diêm Phù Na Đề Kim Quang, cũng Như Lai, và đầy đủ 10 cái danh hiệu. Rồi thì tiếp đến là ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là danh hiệu là Đa Ma La Bạc Diên Đàn Hương Như Lai. Cái danh hiệu này là trong kinh Hồng Danh mình cũng có tụng á, là cũng có Đức Phật là trùng tên là Đa Ma La Bạc Diên Đàn Hương Như Lai. Và kiếp tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc.
Thì ở đây là chúng ta thấy là khi một vị tu đạt được danh hiệu, đạt được Đức Phật thì có đủ 10 cái danh hiệu. Nhưng mà cái thọ mạng về cái cõi nước thì chúng ta thấy nó có sự nó dài ngắn, nó khác nhau đúng không? Nó không có như nhau. Như là Đức Phật Quang Minh Như Lai, Đức Phật mà Ngài Ca Diếp thành Phật sau này thì cái thọ 12 tiểu kiếp, rồi chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tự pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp, rồi đến mà Ngài Mục Kiền Liên, xin lỗi, tiếp đến là Ngài Tu Bồ Đề. Thì Ngài Tu Bồ Đề thì cõi nước bao nhiêu, thọ bao nhiêu? Dạ, thọ 12 tiểu kiếp. Thì mỗi Đức Phật khi mà ra đời thành Phật thì cái kiếp thọ nó dài ngắn khác nhau, và chúng sanh ở đó cái độ, cái chúng Bồ Tát hay là chúng Thinh Văn nó cũng khác nhau. Thì đó là tùy theo cái nguyện của mỗi vị đó. Giống như là trong một cái trường đại học mà có vị mà đi về kinh tế thì học chỉ có 4 năm thôi ra trường, nhưng mà có vị mà học bác sĩ thì phải học tới 6 năm. Thì quá trình tu tập như vậy, khi mà đã được ấn ký rồi thì các ngài tu tập, phải tu tập mà để mà thể nhập được cái Phật tính, thể nhập được cái nhất thừa, chứ không phải là thọ ký là được thành Phật liền. Thì trong cái quá trình đó cũng vậy, cũng tùy theo cái hành nguyện, cứ mỗi một cái nguyện thực hiện được như vậy thì trang nghiêm cái cõi nước tương lai sau này. Mà càng thực hiện nhiều cái pháp độ sanh, tạo nhiều cái công đức thì cái cõi nước sau này thì nó càng trang nghiêm hơn. Thì cứ cái nhân như thế nào thì cái quả nó sẽ như thế đó. Cho nên là khi mà đạt được cái quả vị Phật thì cái danh hiệu, 10 danh hiệu như nhau, nhưng mà cái cõi nước thì nó không có bằng như nhau. Thì đó là mỗi cái hạnh cũng như là tạo mỗi công đức cũng như vậy. Và đây chúng ta có gì thắc mắc đối với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca không? Các Đức Phật ra đời thì đều là cõi nước trang nghiêm, thọ mạng lâu dài. Còn Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta thì ở cõi này thì thọ bao nhiêu? Đức Phật thọ bao nhiêu năm? Thọ có 80 năm phải không? Rồi cái cõi nước này thì nó có đẹp không? Đúng rồi, cõi nước này thì nó rất là xấu xí, rất là ô trược và hầm hố, rồi gò nóng gai góc đủ hết, bùn lầy rồi đất đá sỏi sạn gai góc đủ hết. Vì sao vậy? Thì mình nghĩ là Đức Phật cũng là Đức Phật, mà mấy Đức Phật kia thì cõi nước trang nghiêm, mà Đức Phật Thích Ca thì lại xấu xí ngược như vậy. Có phải là do kém phước không? Dạ đúng rồi, do cái nguyện của Đức Phật Thích Ca. Cái cõi này không phải là cõi của Ngài, mà cõi của Ngài đó là cõi trời Đâu Xuất và một cái cõi khác nữa, chứ không phải là cõi này. Thì nơi này là Ngài phát cái nguyện, Ngài hạ sanh, Ngài đản sanh, hạ sanh ở đây mà để mà hóa độ chúng sanh, chứ không phải là Đức Phật. Cái cõi này là cõi của Đức Phật Thích Ca. Giống như là những cái người làm thiện nguyện đó, nhiều người mà đi đến Châu Phi hay là đi đến những cái nơi mà cõi nước mà cái đất nước mình đó nó nghèo khổ, thì đó không phải là cái đất nước của họ, nhưng mà cái nơi đó là tình nguyện viên đi đến làm cái việc thiện nguyện. Thì khi mà xong cái việc thiện nguyện rồi thì là trở về là rút đi. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy, cái nơi đó không phải là cái cõi của Ngài, cho nên không phải là cái y báo, cái chánh báo của Ngài mà xấu kém, mà sinh ra cái cõi nó ngũ trược xấu ác như vậy. Đó là do cái nguyện lực của Ngài. Giống như chúng ta ở Mỹ là sướng quá rồi phải không? Nhưng mà bây giờ có người mà tình nguyện đi làm từ thiện ở bên Ấn Độ là sẽ biết. Hay là đi qua bên Châu Phi. Thì Ấn Độ hay là Châu Phi không phải là cái nơi, cái đất nước của mình đang ở. Nhưng mà đó là cái tình nguyện của mình, cái thiện nguyện của mình. Thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca cũng như vậy. Cho nên là chúng ta không có gì mà thắc mắc. Sao mình thấy các Phật đều là trang nghiêm đẹp đẽ, mà cõi
của Đức Thích Ca ở đây thì nó lại xấu ác như vậy. Ở đây có những cái từ mà chúng ta thấy là khi mà Đức Phật thọ ký cho ngài ngày Maha Ca Diếp rồi thì ba ngày còn lại thì cảm thấy tự nhiên run sợ. Đó, mình thấy cũng ngạc nhiên ha. Dạ. Thì ở đây cái run sợ không phải là các ngài sợ được thọ ký hay là sợ như thế nào, mà đó là một cái tâm lý chung, một cái tâm lý hồi hộp khi mà bốn người cùng ra thư, mà bây giờ thì Đức Phật thọ ký cho một người rồi thì còn ba người còn lại thì mình không biết là mình có được cái phần đó hay là không, cho nên là cái tâm lý hồi hộp, lo sợ, cái đó là cũng là một cái tâm lý thường. Giống như là chúng ta coi những cái chương trình mà biểu diễn mà khi mà đã giới thiệu được hai thí sinh đậu rồi thì còn một, thì bây giờ không biết là mình là đậu hay là rớt, trong 99% thì không biết là mình có trong cái còn cái sót là trong cái 1% đó hay là không. Cho nên là thấy ngài Ca Diếp đã được thọ ký thì ba ngày còn lại thì bây giờ run sợ không biết là mình đã được có cái được tiếp đến là được thọ ký hay là không. Cho nên là các ngài có cái sự run sợ là ý nghĩa nó như vậy. Cho nên rồi tiếp đến là có cái đoạn mà trong cái phần trùng tuyên, thì lúc đó thì cái phần trùng tuyên ở trang 1, trang 208. Thì bây giờ là các ngài nói thì giống như là những cái người khách từ xa đến mà gặp cổ tiệc vua, đã bày đồ ra sẵn sàng hết rồi, nhưng mà không có mời, chưa có mời cho nên không có dám tự ăn. Tức là cái nghĩ là gì? Nghĩa là tức là về cái kiến tánh của quý ngài đã sẵn rồi, đã thấy được cái pháp nhất thừa rồi, nhưng mà chưa được Phật ấn chứng cho nên chưa có tự tin, vẫn còn nghi ngờ không biết là có phải đúng vậy hay là không. Nhiều khi là tưởng là hay là ma giả Phật nữa cũng có. Cho nên là phải có cái sự ấn chứng của Đức Phật thì mới tự tin là đúng là như vậy. Thì cái kiến tánh của quý ngài đã có sẵn, nhưng mà chờ cái sự ấn chứng. Giống như là sau này là Tổ Huệ Năng cũng vậy. Tổ Huệ Năng là khi mà vô chùa, mới vô chùa là phải hành điệu, là phải làm những cái công việc như là bữa củi, giã gạo, rồi quét rác, những cái việc mà nặng trong chùa là thường hay là những người hành điệu phải làm cái việc đó. Thì ngài Huệ Năng mới vô chùa cũng vậy, cũng phải làm cái công việc của những chú điệu như vậy. Tuy là xuất gia đã lớn vô, nhưng là nhỏ nhất trong chùa phải làm cái việc đó. Thì ngài Huệ Năng là chuyên về bữa củi giã gạo ở dưới bếp thôi. Ít có cái dịp mà lên tới phòng khách hay là lên tới phòng của sư phụ trụ trì của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thì khi mà cái bài kệ mà trình kệ xong rồi đó, trình kệ với ngài Thần Tú, thì được Tổ mới thấy được ngài Huệ Năng là cái người đã kiến tánh, thấy được tánh rồi. Cho nên Tổ đi dạo vòng vòng rồi là để có cái lý do và đi xuống dưới bếp để thấy ngài Huệ Năng đang giã gạo, thì thấy Tổ xuống thì cũng dừng giã và cũng chào Tổ. Tổ mới hỏi là gạo trắng chưa, thì ngài Huệ Năng mới nói là gạo đã trắng nhưng mà chưa có dừng sàng. Thì Tổ và Tổ nói với nhau là bằng những cái lời, cái pháp ngữ chứ thôi, mình thì mình không hiểu cái lý do gì hết. Thì mình hỏi là ông già này sao mà xuống mà như này mà hỏi như vậy, nhưng mà hỏi là hỏi cái ý khác, cái ý tại ngôn ngoại, ý thì ở bên trong mà nhưng mà cái lời bên ngoài, cái thiền tông là như vậy, ý tại ngôn ngoại. Thì Tổ hỏi gạo trắng chưa, nghĩa là ông đã thấy được cái tánh của ông chưa. Thì Tổ Huệ Năng cũng đáp lại bằng cái lời, bằng cái pháp ngữ, thì ngài nói là gạo trắng từ lâu nhưng mà chưa thiếu dừng sàng, thiếu cái sàng. Thì Tổ cũng im lặng không nói gì hết. Thì nghĩa là Tổ hiểu tức là gạo đã trắng rồi, con đã thấy được cái tánh rồi, nhưng mà chưa được ấn chứng,
chưa được tổ xác nhận ấn chứng, thì cũng giống như là mấy ngày đây thì đến gặp cái cổ tiệc vua đã bày ra rồi nhưng mà không dám ăn, chưa dám tự ăn bởi vì chưa có được mời, chưa được ấn chứng, thì cái ý nghĩa như vậy. Cho nên là khi mà thấy được cái tánh của mình rồi nhưng mà chưa được Phật ấn chứng thọ ký, cho nên là không biết là nó đúng hay là không, có được thọ ký là không, cho nên là các ngài run sợ. Và đến đây thì các ngài mới giải bày cái suy nghĩ của mình như vậy. Cho nên là tiếp đó là Đức Phật thọ ký tiếp, tiếp đến là thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề. Mà ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, giải không đệ nhất, cho nên là khi mà thành Phật rồi thì cái hạnh của ngài mà độ sanh cũng rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy là khi mà ngài Đức Phật tương lai Tu Bồ Đề thành Phật thì ngài thường ở trên hư không mà vì chúng nói pháp độ thoát đẳng vô lượng Bồ Tát và chúng thanh văn, tức là ngài nói pháp là tức là cũng ở trên hư không mà nói pháp. Ở trên hư không không phải là ở trên cái không trung, mà hư không đây tức là ngài dùng cái pháp không chuyên giải về cái pháp không mà độ cho chúng Bồ Tát và thanh văn. Cho nên là cái nhân như thế nào thì cái nguyện như thế nào thì cái thực hành cái quả nó sẽ như thế đó. Thì bây giờ chúng ta tu cũng vậy, chúng ta phát cái nguyện như thế nào rồi sau này thì chúng ta cũng thực hành theo cái nguyện của mình. Nên ngài Bồ Đề là giải không đệ nhất, do đó mà khi thành Phật thì ngài cũng là độ chúng sanh bằng cái phương pháp là giải không. Tiếp đến là thọ ký ngài Ca Diên Diên và ngài Mục Kiền Liên. Thì như vậy thì cái phẩm này là chúng ta biết là Đức Phật thọ ký cho bốn cái vị đại đệ tử và cứ thứ tự lần lượt cái vị nào mà kiến tánh trước thì Đức Phật là thọ ký trước. Cái vấn đề thọ ký này thì sau này thì không có Phật thì chúng ta làm sao mà biết được cái sự thọ ký. Ngày xưa Đức Phật là thọ ký, rồi sau này không có dùng cái từ thọ ký nữa mà dùng cái từ đó là ấn tâm hay là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn là các như là các cái vị tổ sau này mà tiếp nối cái sự nghiệp của Đức Phật, thì trong một hàng đệ tử của mình, trong một cái đám đệ tử của mình thì cái người nào mà thấy được tánh thì được tổ chọn ra và ấn chứng và được gọi là cái cũng giống như là cái từ thọ ký, gọi là ấn chứng, giống như là ngài Huệ Năng, nói tiếp ngài Huệ Năng để chúng ta dễ nhớ dễ hiểu. Nhưng ngài Huệ Năng cũng vậy, cái khi mà được cái tổ ấn, được tổ ấn chứng thì cái này cũng giống như là một cái trường thi vậy, không phải là mình thi đua nhưng mà cái mức tu tự nhiên và đạt được như thế nào thì tổ sẽ thấy được. Nhưng ngài Huệ Năng và ngài Thần Tú đó, thì ngài Huệ Năng và ngài Thần Tú thì khi mà ngũ tổ tuyên bố trong chúng là người nào mà làm bài kệ trình tổ là tổ thấy được cái người đó đạt được cái tánh, đạt được cái chân lý, thì tổ sẽ truyền cái y bát để mà kế vị, bởi vì tổ cũng đã lớn tuổi rồi mà muốn tìm trong cái đám đệ tử của mình cái người nào mà là cái người đạt được cái chân lý cái chân tánh thì tổ sẽ truyền. Thì bây giờ thì ngài Thần Tú là một cái vị là đệ tử thượng thụ ở trong chúng, là chúng lâu năm cũng là bậc thầy của những cái người đệ tử khác. Thì ngài Thần Tú mới trình bài kệ lên là đại chúng có nhớ bài kệ này không? Không người nhớ mà quên, có người thì cũng chưa học không? Thì bài kệ của ngài Thần Tú là Bồ Đề Bổn Vô Thọ. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xứ nhã trần ai. Thì nghĩa là cái thân như là cái cây Bồ Đề, cái tâm thì như cái đài gương sáng, thì hàng ngày phải lau chùi chớ có để dính bụi bặm.
Tức là ngài thần tú là còn chấp vào cái tướng, còn thấy có cái thân này và ví như cái cây bồ đề, còn thấy cái tâm và phải lau chùi, tức là cái tâm cũng còn phiền não, cho nên là phải lau chùi, phải tu tập, phải mài dũa. Thời thời cần phát thức, tức là mỗi ngày cần phải lau chùi như vậy. Vật sự nhã trần ai, tức là chớ để dính bụi bặm, tức là còn cái còn thấy cái pháp tu, còn thấy có mình tu pháp tu, tức là còn ngã còn pháp, còn cho nên cái chân tánh nó chưa hiển bày được. Và khi mà trình tổ như vậy thì tổ đọc và tổ cũng khen hay và nói đại chúng, thì mấy ông tiểu nhỏ nhỏ dưới thì mấy ông hãy ghi ra học đi, tại vì trong cái pháp còn học còn tu thì áp dụng cái bài này thì nó rất là hữu hiệu. Cho nên là tổ cũng nói là đại chúng mấy thầy trẻ là ghi ra để học. Thì khi là mấy thầy trẻ cũng ghi ra học thì cũng có người đi vừa ngâm nga bài kệ. Thì khi xuống nhà bếp thì cũng ngâm nga như vậy, thì ngài Huệ Năng mới nghe và ngài mới hỏi là bài kệ này của ai, thì đại chúng mới nói là của thầy Thần Tú, gọi là thầy thôi, tại là thầy là lớn, là bậc thầy, bậc sư huynh rồi. Thì ngài Huệ Năng mới nghe, thì ngài Huệ Năng nói tôi cũng có bài kệ muốn trình tổ. Thì mấy người kia cũng ngạc nhiên, cũng biểu môi thôi và không có tin được. Ông là một cái người nông dân mà mới vô chùa, mới là chú tiểu mà làm gì mà biết cái gì mà cũng kệ kinh trong đó. Rồi ngài Huệ Năng thì cũng năn nỉ, thì cứ ghi giùm tôi, tại ngài Huệ Năng là không biết chữ. Cho nên thì cuối cùng thì có một cái chú tiểu nói thôi được rồi, ông đọc đi tôi ghi cho. Thì ngài Huệ Năng là đọc ra là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Biệt Phi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhã Trần Ai. Bồ đề bổn vô thọ, tức là bồ đề nó là cái tánh giác, nó không có cái gì hết, không có cái cái gì hết. À, minh cảnh biệt phi đài, minh cảnh tức là cái gương sáng. Cái gương sáng thì nó vốn nó là sáng thôi, không có cái đài, không có cái gì hết. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có một cái vật gì hết. À, hà sử nhà trần ai, thì làm gì mà có dính bụi bặm. Xưa nay nó không có cái gì, là lấy gì mà nó dính. Có nó mới dính, còn không có thì lấy gì dính. Cho nên là tất cả đều là không hết, không có ngã, không nhân, không bị, không thử. Thì cái bài tổ, thì cái bài kệ này được trình lên tổ và tổ đọc, nhưng mà tổ hiểu, nhưng mà vì sợ là có người sẽ đố kỵ và sẽ bị hại, sẽ hại ngài Huệ Năng, cho nên là tổ phớt lờ đi. Và ngài bỏ xuống đất, ngài lấy chân ngài đạp chà lên, ngài nói đặt đàn cái chuyện kệ với kinh, cái bài này không có nghĩa lý gì hết, thì ngài chà đi, ngài để mà giữ sự an toàn cho ngài Huệ Năng, biết đây là một vật pháp khí rồi, đây là cái người mình đang đi tìm, người đáng chọn. Nhưng mà trước đại chúng thì ngài phớt lờ đi, và ngài cũng rất là bình thường. Và đêm đó thì ngài khi chiều đó thì ngài mới xuống dưới bếp chỗ ngài Huệ Năng giả gạo đó, thì ngài mới hỏi là gạo trắng chưa đó, thì ngài Huệ Năng nói là trắng rồi mà còn thiếu cái sàng, tức là gạo đã thấy tánh rồi nhưng mà còn thiếu sự ấn chứng. Thì tổ không nói gì hết, tổ ập cái cối và gõ trên cái đít cối đó ba tiếng, rồi ngài chắp tay xong rồi đi lên. Thì ngài Huệ Năng thì thánh với thánh là hiểu với nhau được, cho nên không cần nói nhiều, chỉ cần biểu tượng là biết rồi. Thì đúng canh ba là ngài Huệ Năng đi đến cái nhà tổ, đi đến nhà tổ ở cái hậu lưu đó, nhà tổ, thì tổ mới mở cửa cho ngài Huệ Năng vô và ngài truyền tâm ấn cho ngài Huệ Năng và truyền y bát. Thì ngài đọc lại cái bài kinh Kim Cang, đến cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không nên trụ chấp cái tâm một cái nơi nào hết, không trụ vào sắc, vào thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có cái trụ cái nơi nào hết. Thì đó là cái cách trụ tâm. Thì đến cái chỗ này thì ngài Huệ Năng càng tỏ ngộ hơn nữa, và ngài thốt lên rằng là không ngờ tự tánh bốn tự thanh tịnh, không ngờ tự tánh bốn không sanh diệt, không ngờ tự tánh bốn tự đầy đủ, rồi không ngờ tự tánh bốn không dao động, không ngờ tự tánh sinh ra muôn pháp. Thì
đến đây là ngài hoàn toàn là đại ngộ rồi. Thì tổ mới truyền y bát và ngài Huệ Năng mới đi về hướng Nam, và sau đó là cuộc hành trình truyền đạo. Thì nói về cái sự mà ấn chứng thì sau này thì không có cái từ thọ ký, nhưng mà cái ấn chứng, cái truyền tâm ấn, tâm ấn tâm, đây là một cái cách là thọ ký, như là Đức Phật ngày xưa. Cho nên bây giờ chúng ta học cũng vậy, chúng ta cần phải có thầy, có vị bổn sư, có vị thầy giáo thọ, phải có cái người bên mình tu như thế nào, mình đạt như thế nào là mình nên trình, mình hỏi có đúng như vậy hay là không, rồi mình tiếp tới. Còn nếu mà mình tu một mình cứ mình dò dẫm, mình mò mẫm là nhiều khi mình không biết là mình tu đúng hay tu sai, mình tu đạt đến cái nơi nào. Cho nên ngày xưa mà chưa tổ tu mà còn có vị thầy để mà hướng dẫn, còn ấn chứng như mình, huống như bây giờ thì nó nhiều cái tư tưởng, nhiều cái thuyết, nhiều khi chánh, nhiều khi tà, mà mình không biết, mà mình tự tu thì mình dễ lạc vào cái con đường tà, hoặc là mình không có tiến bộ hơn. Cho nên tu là cần có vị thầy để mà hướng dẫn, để mà xác định cho mình, rồi mình tiếp tục, mình phát triển lên tiếp. Dạ, mấy còn 5 phút và bây giờ thì mình hồi hướng cũng được rồi. Như vậy thì cái phẩm thọ ký này là chúng hiểu hết không? Dạ. Chúng ta cố gắng tu để một ngày nào cũng được thọ ký nha. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem con đấng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành phóng đạo.